Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Hôm nay vào thẳng vấn đề nhé. Mình sẽ cho các bạn một cái thông tin về một chiếc điện thoại của Samsung đang có mức giá mà theo mình nghĩ là rất là tốt. Đó chính là Samsung Galaxy M21. Thì các bạn có thể nhìn là cái chiếc điện thoại này đang được Hoàng Hà Mobile bán với mức giá là khoảng 4.090.000, nghĩa là rẻ hơn khoảng gần 2 triệu so với mức giá niêm yết ngày xưa của nó. Và với mức giá như này thì rõ ràng là Samsung Galaxy M21 điểm nổi bật nhất của nó sẽ là viên pin là 6.000 mAh. Nhưng những điểm nổi bật nữa của nó là gì? Chúng ta sẽ cùng bắt đầu tìm hiểu nhé. Thứ nhất đó là với viên pin 6.000 mAh như này, trong cái tầm giá 4 triệu như này, dòng này vẫn được trang bị sạc nhanh. Hãy chú ý rằng có một số những sản phẩm, tất nhiên mình không tiện nhắc tên ở đây, có viên pin là 5.000, 6.000 mAh nhưng chưa chắc đã được hỗ trợ sạc nhanh đâu. Con này rất may mắn là vẫn có sạc nhanh bình thường. Chúng ta sẽ có một cái sản phẩm mặc dù thiết kế bằng nhựa nhưng thiết kế của nó là thiết kế theo cái xu hướng của Samsung năm nay, nghĩa là cái camera đặt dọc ở phía sau theo kiểu dạng hình chữ nhật. Chúng ta sẽ có một chiếc điện thoại với màn hình là Super AMOLED. Rõ ràng rồi, tấm nền Super AMOLED là tấm nền đắt tiền ở trong cái tầm giá rẻ khoảng 4 triệu như này là cái mà sẽ được hưởng đấy. Rồi màn hình này thì sẽ có cái độ phân giải là Full HD cộng luôn chứ không phải là HD cộng. Tất nhiên ở trong tầm giá này chúng ta lựa chọn rất nhiều sản phẩm là Full HD cộng rồi. Tỷ lệ màn hình sẽ là 19.5 chia cho 9, mật độ màn hình là khoảng 403 ppi là đủ nét rồi. Có chăng là cái điểm trừ của nó là cái độ sáng của nó không phải là quá cao. Độ sáng nó ở mức độ rất bình thường, đó là 420 nit. Và cái kính cường lực được trang bị là kính cường lực 3 thôi. Thì đấy là những cái điểm trừ. Đấy, vỏ nhựa thì vừa nãy mình cũng đã nói rồi, cũng là điểm trừ. Chúng ta sẽ có một cái chiếc điện thoại mà có hiệu năng mình đánh giá là ổn ở trong cái tầm giá. Không phải mạnh mẽ nhất ở trong tầm giá, nhưng mà với con chip Exynos 9611 rồi là RAM 4, bộ nhớ trong 64GB là mình đánh giá là ổn. Và đặc biệt là cái chiếc điện thoại này nó có bộ nhớ trong đọc ghi tốc độ cao UFS 2.1. Đấy, mặc dù UFS 2.1 không phải là cái thể gì đó nó quá là kinh khủng cả. Nếu không muốn nói là tương đối là chậm so với những cái UFS mới bây giờ nhiều là 3.0 với là 3.1. Tuy nhiên với một chiếc điện thoại giá rất rẻ như này mà lại được trang bị bộ nhớ trong đọc ghi tốc độ cao UFS là cũng đã là tốt lắm rồi. Camera thì mình đánh giá là tương đối đa dụng và camera của nó ở mức độ ổn ở trong tầm giá. Camera chính thì là 48 chấm, camera góc siêu rộng thì là 8 chấm và camera hỗ trợ cho việc chụp ảnh xóa phông có độ phân giải là 5 chấm nữa và camera selfie thì là 20 chấm. Thêm nữa đó là cái chiếc điện thoại này thì như ở đầu video mình đã nói, viên pin là 6.000 mAh và có sạc nhanh 15W. Và thêm nữa đó là cái chiếc điện thoại này thì nó sẽ chạy sẵn Android 10 cho các bạn và cũng sẽ chạy cả One UI như bao nhiêu thiết bị Samsung khác. Ở trong cái phân khúc giá của Galaxy M21 thì những đối thủ của nó sẽ là kiểu như là Redmi Note 8 phiên bản RAM 4, bộ nhớ trong 64 của hàng chính hãng và Realme 6i. Đấy, thì ví dụ như bây giờ mình so sánh nó sang với Redmi Note 8 thì so sánh sang với Galaxy M21 thì chúng ta sẽ thấy là như thế nào. Thiết kế thì mình sẽ lựa chọn Redmi Note 8. Nhưng mà màn hình thì mình sẽ lựa chọn màn hình của Galaxy M21 đấy. Đấy, hiệu năng thì mình sẽ ưu tiên lựa chọn Redmi Note 8 hơn bởi vì là con chip 665 của nó mình đánh giá là nó ổn định hơn. Đấy, về camera thì mình đánh giá là hai sản phẩm này có camera nó tương đồng với nhau thôi. Đấy, về pin thì rõ ràng là với pin 6.000 thì không có sản phẩm nào là có thể mạnh hơn được Galaxy M21, chỉ có thể mạnh bằng thôi chứ không thể mạnh hơn được. Đấy, và Redmi Note 8 là thu hẳn về pin rồi. Đấy, pin của M21 là gấp rưỡi cơ mà. Đấy, rồi là chúng ta sẽ có một cái thương hiệu của Galaxy M21 là tốt hơn. Thậm chí M21 còn có cả công nghệ âm thanh Dolby Atmos nữa chứ. Thì với tất cả những cái điều đó thì rõ ràng là ngoài cái vấn đề về hiệu năng về cái thiết kế Xiaomi thì không thể gọi là thương hiệu là bằng Samsung được đấy. Thì rõ ràng là Galaxy M21 với mức giá như này là đang hợp lý đấy. Đấy. Rồi thế còn so sánh với Realme 6i thì sao? Thì Realme 6i thì chúng ta cũng sẽ chỉ có viên pin gọi là chỉ thôi, nhưng mà 5.000 mAh của Realme 6i cũng đã là rất là trâu rồi. Nhưng mà nó vẫn không thể trâu bằng viên pin 6.000 mAh của M21 được. Rồi là màn hình của Realme 6i cũng chỉ là HD cộng mà thôi, mà lại là HD cộng kiểu IPS. Còn con kia lại là vừa là AMOLED lại còn vừa là Full HD cộng. Đúng nào, vậy là M21 hơn hẳn với màn hình rồi. Thì hiệu năng thì có chăng là cái ROM của cái Realme 6i rất thoải mái, nó là 128GB. Đấy, nhưng mà cái con chip Helio G80 thì cơ bản là con chip này tối ưu nó cũng ở mức độ rất bình thường. Và nếu mà so sánh sang cái khả năng chơi game với cả Exynos 9611 thì như admin khá đánh giá nó cũng xem với nhau thôi, cũng chả có gì khác biệt mấy cả. Camera thì có chăng là đại diện đến từ Realme mình thích hơn. Đấy, nhưng mà đó không phải là cái điểm khiến cho mình quyết định lựa chọn mua sản phẩm. Nếu mà tính về set đồng đều về nhiều yếu tố cả vấn đề thương hiệu nữa thì rõ ràng là Samsung Galaxy M21 đang là một sản phẩm tương đối nhỉnh ở trong tầm giá. Ok, còn các bạn thì các bạn cảm thấy sao về Samsung Galaxy M21 với mức giá là khoảng hơn 4 triệu tại Hoàng Hà Mobile?
hãy để lại comment cho mình biết nhé. Ngoài ra nữa thì các bạn cũng có thể tham khảo qua một số những sản phẩm khác đang được bán và sale off tại Hoàng Hà, ví dụ như là Samsung Galaxy A51 chẳng hạn, với mức giá khoảng hơn 6 triệu, giá như thế nào các bạn có thể nhìn thấy trên hình, hay là Samsung Galaxy A11 đang mức giá là khoảng 2.790.000. Đấy, rồi là Samsung Galaxy A01 thì có mức giá là khoảng 1.890.000. Đấy, thì bạn có thể tham khảo qua nhé. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.